sau đó không lâu thiên nhạc phủ liền phái người đến quét tước phế tích đều là chút phàm phù tục tử ở bầu trời tiểu viện kia một đạo lôi quang bay hóa ra dáng dấp của lý vân tiêu ở trong viện tỉ mỉ quan sát sau đó tay bấm niệm thần chú ở bốn phía bố trí một đạo kết giới để tránh kinh động người khác hai ngón tay khép lại chém ra một đạo kiếm khí đem đại địa cắt hai hắn giơ tay ra toàn bộ mặt đất lập tức bị sốc lên hắn trong nháy mắt bay vào rất nhanh đi tới trung ương động thiên ở bầu trời trận pháp lý vân tiêu nhướng mày khuôn mặt nhất thời trầm xuống chỉ thấy trận pháp kia đã bị phá lộ ra huyết chỉ phía dưới từ lâu không có cái bóng của dương tiên sinh thần thức của lý vân tiêu đảo qua bên trong không có bất kỳ tin tức hữu dụng chỉ có huyết vị trùng thiên gây mũi hắn trầm ngâm một lúc xoay người liền tiến nhập dưới thần bia tới phương thốn sơn trực tiếp tìm được viên cao hàn lấy ra yêu hoàng kim giản nói lão viên ngươi xem cấm chế phía trên một chút. Viên cao hàn tiếp nhận kim giản, tay từ trên đó xoa qua, lập tức hiện ra ba đạo trận pháp, như nguyệt ảnh, ở trên không trung chớp động liên tục. Đây là, ba trận pháp thật là tinh diệu. Viên cao hàn thở dài nói, lập tức đem thần thức đảo qua trận quang, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Ba đạo phong ấn này không chỉ hợp tung, hơn nữa còn liên hoành, phảng phất hồn nhiên như một, thâm ảo tuyệt diệu, sợ là rất khó phá vỡ. Ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao. Bản thân ngươi cũng là cửu giai thuật luyện sư, càng phải minh bạch thâm ảo trong đó, có thể tìm mục địch đại nhân thử xem. Viên Cao Hàn đề cập Linh mục địch, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tình tăng vọt. Lý Vân Tiêu nói, Hảo, ta đi hỏi một hắn. Nháy mắt liền biến mất. Em gái ngươi, mang ta theo A. Viên Cao Hàn sửng sốt một chút, vội vàng rậm chân kêu to thân thể hắn cũng trực tiếp tiêu thất ở trong phương thốn sơn. Hai người đi tới nơi ở của Linh Mục Địch, liền đẩy kim giản tới. Linh Mục Địch khẽ vuốt thoáng cái, liền gặp trận quang bay ra, hắn nghi ngờ nói. Cái kim giản này là của yêu tộc. Lý Vân Tiêu nói. Không sai, đại nhân quả nhiên tuệ nhãn. Hắn lập tức đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Linh Mục Địch có chút giật mình nói. Yêu tộc bị tộc ta phong ấn tại ngũ Hà Sơn nhưng sau khi khiếp sợ ngắn ngủi liền bình tĩnh trở lại nhìn chằm chằm kim giản trầm ngâm bất định lý vân tiêu nói việc này đã qua mấy nghìn năm mọi người đều biết chỉ là ta cũng không hiểu năm đó tại sao lại có xung đột lớn như vậy hắn nhìn viên cao hàn tựa hồ đang trưng cầu đáp án viên cao hàn nói chuyện này ta hiểu rõ một chút năm đó thần tiêu cung cung chủ cố thanh thanh cùng yêu hoàng phi cực một vật vào vũ quyết cuối cùng yêu hoàng phi bại trận nhưng lỡ hẹn vì vậy cố thanh thanh dưới cơn nóng giận đem toàn bộ yêu hoàng nhất mạch phong ấn vào ngũ hà sơn cố thanh thanh phong ấn chẳng qua là nhằm vào yêu hoàng nhất mạch khi đó kể cả yêu bộ chủng tộc năm đó cực thịnh một thời cũng không tránh khỏi linh mục địch kinh ngạc nói lỡ hẹn cái ghi chép này chính xác không người yêu tộc mặc dù tương đối tàn bạo nhưng đối với vinh dự nhìn rất nặng rất ít sẽ không giữ lời hứa hú chi là yêu hoàng viên cao hàn lắc đầu nói tình hình cụ thể làm sao liền không được biết mặc dù ghi chép có thành kiến cũng có độ chân thật nhất định linh mục địch gật đầu nói xác thực năm đó làm sao đã không trọng yếu chỉ là ta hơi kinh ngạc mà thôi cái phong ấn này là một trong mấy phong ấn trí cường của yêu tộc chỉ có phương pháp kết ấn chính xác bằng không rất khó mở trên mặt viên cao hàn lộ ra vẻ thất vọng hình tượng linh mục địch trong mắt hắn cao lớn không gì sánh được vốn tưởng rằng lại có thể học được không ít thứ lý vân tiêu cười nói rất khó mở cũng không phải là không thể mở ra, đúng không? Linh Mục Địch gật đầu nói. Đúng, nhưng xác suất thất bại cực cao. Lý Vân Tiêu nói. Nếu không có thể mở được mà nói, vật ấy giữ lại cũng vô dụng, xin đại nhân thử một lần. Linh Mục Địch nói. Hảo, ngươi đã nói, ta đây liền thử xem. Hắn cầm kim giản trong tay, đem ba đạo nguyệt cấm kích thích ra, không ngừng hóa lớn, từng trận pháp như cái cối say, ở bầu trời kim giản thoáng hiện. Đột nhiên linh mục địch ngũ chỉ thành chảo, nắm tay liền đánh tới. Ầm ầm. Một đạo quyền phong đánh vào ba đạo phong ấn, kim giản bị trùng kích, lập tức nổ tung, hóa thành vô số kim quang. A, à, Lý Vân Tiêu cùng Viên Cao Hàn trợn tròn mắt, nói biện pháp chính là trực tiếp dùng quả đấm đập, hiện tại thoáng cái liền đập vỡ. Hai người đều là vạn phần không giải thích được, Lý Vân Tiêu đang muốn hỏi, nhưng trong lúc bất chợt, kim quang bể tan tành ở trên khâu trung lóe ra, chậm rãi ngưng thành chút phù hiệu của quái. Những phù hiệu đó chính là văn tự yêu tộc. Nhưng hai người đều nhíu mày, văn tự yêu tộc bọn họ cũng nhận ra không ít, nhưng những thứ này lại một cái không hiểu. Linh mục địch cũng nhăn mi, tỉ mỉ đọc qua. Những văn tự đó từ trước tới sau, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng có mấy đoàn kim quang không cách nào ngưng tụ, ở trên không trung sôi trào một trận liền tàn đi. Linh mục địch nói, đáng tiếc vẫn là phá đi một bộ phận nội dung, vô pháp trả lại toàn bộ như cũ lý vân tiêu cả kinh nói đại nhân nhận ra những chữ kia viên cao hàn cũng nghi ngờ nói như là yêu văn rồi lại khác biệt chắc là văn tự tương đối khó hiểu trong yêu tộc linh mục địch nói không sai chính là yêu tộc hoàng thất bí văn vừa vặn bổn tọa nhận biết trong mắt hắn hiện lên hồi tưởng có chút bồi hồi lý vân tiêu nói những văn tự yêu tộc đó nói nội dung gì linh mục địch nói Yêu hoàng bây giờ liên lạc yêu tộc trên Ngũ Hà Sơn, muốn nội ứng ngoại hợp, phá vỡ phong ấn của Ngũ Hà Sơn. Cái gì? Viên Cao Hàn thất kinh. Lý Vân Tiêu cũng có chút khiếp sợ, nhưng chỉ là nhíu mày thoáng cái, liền khôi phục như thường. Viên Cao Hàn vội la lên: "Khi nào bọn họ động thủ?" Linh mục địch lắc đầu nói: "Đáng tiếc, bị phá hư bộ phận nội dung, không thể biết toàn bộ, chỉ biết những nội dung này." Vẻ mặt Viên Cao Hàn lo âu. Ngưng Thành nói. Đại sự như vậy, lẽ nào Thánh Vực không có phát hiện chút nào sao, nếu ta nhớ không lầm. Thánh Vực ở cổ võ đế quốc là có cơ cấu tình báo chuyên môn phụ trách Ngũ Hà Sơn, đồng thời phái chú không ít cường giả, để phòng ngừa bất cứ tình huống nào. Lý Vân Tiêu nói. Rất đơn giản. Tất cả phòng ngự đều đã bị người yêu tộc đả thông. Nếu kim giản này bị đưa vào ngũ Hà Sơn, như vậy có hai điểm liền khẳng định. Một là người chấn thủ ngũ Hà Sơn đã không đáng tin cậy, hai là phong ấn ở ngũ Hà Sơn xuất hiện khe nứt. Viên Cao Hàn thận trọng nói, việc này quá mức trọng đại, phải lập tức đưa tin về thánh vực. Lý Vân Tiêu nói, muốn đi ngươi đi đi, ta không có công phu quản việc này. Viên Cao Hàn cả giận nói, nếu ngũ Hà Sơn phong ấn bị phá, tất sẽ lần thứ hai khiến cho hai tộc đại chiến, thiên hạ rơi vào hỗn loạn, lẽ nào ngươi không có một chút lòng chắc ẩn. Lý Vân Tiêu nói, cũng không phải là ta không có lòng chắc ẩn, mà là thời cuộc phức tạp, ngươi không thể bằng vào một kim giản liền đoán ra cái gì, còn nữa, ta có chuyện quan trọng trong người, vẫn chờ đi cứu người đây. Viên Cao Hàn tức giận hừ nói, ngươi đã không đi, ta đi. Lý Vân Tiêu đứng chắp tay nói, cứ tự nhiên, hừ, trong lòng Viên Cao Hàn tức giận nói, để cho ta và Trần Thiến Vũ ra ngoài. Lý Vân Tiêu vung tay lên, nhất thời đem Trần Thiến Vũ cùng Viên Cao Hàn từ dưới thần bia chuyển tống ra hai người thoáng cái xuất hiện ở xung quanh huyết trì trần thiên vũ còn có chút không sao nói rõ được viên cao hàn nói có việc khẩn yếu lập tức theo ta quay về thánh vực cũng không đợi trần thiên vũ hỏi nhiều hai người lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đi trong mắt linh mục địch quang mang chớp động nhìn lý vân tiêu đột nhiên cười nói ha ha ngươi đối với việc yêu tộc muốn phá vỡ ngũ hà sơn còn là rất lo lắng lý vân tiêu kinh ngạc nói nga dùng cái gì thấy rõ Linh Mục Địch khẽ cười nói. Nếu thật là thờ ơ, ngươi sẽ đồng ý viên cao hàn, trực tiếp đem tin tức truyền lại thánh vực. Ngươi không có, mà là đuổi hai người bọn họ rời đi, bởi vì sự việc quá lớn, ngươi sợ truyền tống tin tức không được hiệu quả, vì vậy để cho hai người tự mình đi một chuyến. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Điểm ấy cũng bị ngươi phát hiện. Yêu tộc xuất thế đích thật là đại sự, ta cũng không muốn cục diện thiên vũ giới hỗn tạp xuất hiện biến số lần nữa, hơn nữa còn là đại biến số. Linh Mục Địch nói nên tới sớm muộn sẽ đến mặc dù là ngăn cũng ngăn không được nếu yêu tộc có thể xuất sơn chưa chắc là chuyện xấu chí ít năm đó chống lại ma chủ yêu tộc cũng đưa đến tác dụng cực lớn nga vẫn còn có loại sự tình này lý vân tiêu vẫn là lần đầu tiên nghe nói linh mục địch nói tự nhiên mục tiêu của ma chủ là toàn bộ thiên vũ giới người người có trách nhiệm thiên hạ đồng lòng lúc này mới thành công phong ấn ở trước khi ma kiếp tái hiện yêu tộc một lần nữa xuất thế, có khi là số trời. Ma kiếp. Lý Vân Tiêu Cầu mày nói. Đại nhân cho rằng sẽ gặp phải phong ma chi chiến như 10 vạn năm trước sao. Linh Mục Địch lo lắng nói. Ai biết được, nhưng bây giờ ta luôn cảm thấy thập phần bất an. Lý Vân Tiêu nói. Mong ở trong mấy trăm năm không nên xuất hiện mới tốt để cho bản thiếu thư thư phục phục qua một đời. Ha ha, số trời há là ngươi có thể định. Linh Mục Địch cười nói ngươi là chủ nhân của thiên thánh khí giới thần bia lại lấy được diễn thần đại nhân thần quyết truyền thừa lại thêm tu luyện ma công đạt được nghe hồng song thạch mấy thứ này lẽ nào đều là trùng hợp thôi sao lý vân tiêu nhăn mi nói ý của đại nhân là tất cả những việc này ta như là một loại lực lượng vô hình dắt tới đem những thứ này liên lạc lần thứ hai sâu chuỗi linh mục địch nói tự nhiên đó chính là số trời thiết thật hư vô lý vân tiêu khinh thường hừ một tiếng liền rời đi dưới thần bia, xuất hiện ở xung quanh huyết trì. Nhưng sắc mặt của hắn rất ngương trọng, đối với thiên đạo truy cầu càng xa, lại càng có thể cảm giác được những phiêu miểu đó. Lời nói của Linh Mục Địch để cho nội tâm hắn có chút áp lực, hơn nữa tỉ mỉ suy nghĩ những năm gần đây kinh lịch, đích xác trong mơ hồ có vận mệnh an bài, ngay cả phong ma phong ấn cũng là hắn thả ra, hiện tại ma chủ phổ càng là trực tiếp cùng hắn liên quan. Nếu nói đây hết thảy đều là trùng hợp, cũng không tránh khỏi quá trùng hợp đi. Hơn nữa hắn vẫn luôn tin tưởng, trên đời này tuyệt không có sự tình gì tự nhiên, bất luận cái gì phát sinh, đều là hẳn nên phát sinh. Hừ, quản làm gì, trời sập còn có vóc cao gánh. Thánh vực cùng hóa thần hải ở trên chư phái, có sự tình cũng là bọn hắn xuất đầu mới đúng. Lý Vân Tiêu nói lầm bầm, nhưng tâm tình là thế nào cũng lái không ra. Thánh vực giống như là một khúc gỗ mục, nơi nơi xảy ra vấn đề, ngay cả ngũ hà sơn cũng không thủ được. Tuy rằng không biết yêu tộc là chơi thế nào, nhưng nếu thánh vực không có vấn đề, tuyệt đối không có thể từ ngoại bộ truyền tin tức vào. Hơn nữa Dương tiên sinh kia cũng không biết là người hay yêu, nhưng tu luyện công pháp tuyệt đối là yêu tộc thần thông, xem ra Thiên Nhạc phủ có vấn đề cực lớn. Cũng không biết Như Vân hiện tại làm sao, Hồng Nhan có tiến nhập bất quy cảnh hay không. Lý Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, liền lập tức tiêu thất ở trong huyết trì động thiên. Trong Thiên Nhạc phủ, trước một kiến trúc cổ, Tình Thế Dương cùng Bạt Kiếm Sắc mặt mau hạo không âm trầm, bị hơn 10 võ giả vây quanh, sát khí lang nhiên. Hơn 10 võ giả đều vạn phần khẩn trương, hai bên má có mồ hôi lạnh chảy xuống, một bộ thầy chết không sờn. Lão phu bất quá là muốn gặp Thái Thanh trưởng lão mà thôi, các ngươi dám khó xử. Ta không có hứng thú so đo với các ngươi, ta đếm tới ba, nếu còn không nhường đường mà nói, liền chết. Mau hạo không lạnh lùng nói. Mau hạo không, ngươi là thiên nhạc phủ đại trưởng lão, vậy mà cãi lệnh trưởng môn một nam tử nghĩa phẫn điền ưng cả giận nói. Hừ, nếu biết ta là đại trưởng lão, vẫn dám vô lễ gọi thẳng tên ta như thế, đáng chết. Thân ảnh của mau hạo không khẽ động, người nọ trở tay không kịp, bị một trưởng vỗ ở trước ngực, đột tử tại chỗ. Giết người, mau hạo không người thật dám giết đồng môn, chết tiệt à. Người xung quanh đều kinh sợ, thoáng cái đều xông tới. Trong mắt mau hạo không hiện lên sát khí, lạnh giọng nói. Nếu không muốn sống, vậy toàn bộ đi chết đi. Hắn liên tiếp xuất thủ, mỗi một trưởng đều là sát chiêu, lại có mấy người tại chỗ đột tử. Người còn lại nhất thời khiếp sợ, vội vàng hướng bốn phía thối lui. Hừ, nể tình đều là nhất mạch, tạm thời tha tính mạng các ngươi, cút cho ta. Mau hạo không hét lớn một tiếng, khi thế trên người đánh văng mọi người ra, đi nhanh vào trong phòng. Những người kia không dám lên, đều quay người trực tiếp độn khai, tìm viện binh. Còn để lại mấy người ở ngoài phòng giám thị, nhưng không dám đi vào. Mao Hạo không vừa vào nhà, đi qua tiền đường, liền thấy Chỉ Thái Thanh ở trong phòng, tựa hồ ngủ say. Thái Thanh trưởng lão. Hắn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, thấy không ai lên tiếng, liền chậm rãi đi tới. Thái Thanh trưởng lão, ngươi đang ngủ sao? Mao Hạo không lại kêu một tiếng, không gặp đáp lại, trong mắt lóe ra sát ý. Là người phương nào? Chỉ Thái Thanh thoáng ngồi ngay ngắn lên, vạn phần đề phòng. Mao Hạo không bị hắn đột nhiên ngồi dậy dọa kinh sợ, hai tay run lên một cái, nhưng trong nháy mắt khôi phục bình thường, lộ ra vẻ mặt ân cần nói. Thái Thanh trưởng lão như thế nào? Chỉ Thái Thanh nói. Nguyên lai là đại trưởng lão, ta hiện tại cảm giác rất khá. Mao Hạo không gật đầu nói. Khá là tốt rồi. Chỉ Thái Thanh nói. Đa tạ đại trưởng lão quan tâm, nếu không có chuyện gì, đại trưởng lão cũng sớm về nghỉ ngơi đi, nếu mệt đến thân thể, thiên nhạc phủ sẽ rối loạn. Mao Hạo không phất ống tay áo một cái, hư lạnh nói. Ta mệt mỏi thì có can hệ gì, thiên nhạc phủ này là của bách chiến thắng. Chỉ Thái Thanh vội nói. Đại trưởng lão thế nào nói ra lời này, toàn bộ thiên nhạc phủ nếu không có đại trưởng lão khổ cực kinh doanh, sao có thể có hương thịnh như bây giờ, bách chiến thắng hắn làm cái gì, có công lao gì đáng nói. Thân sắc của Mao Hạo không hòa hoãn một chút nói. Cũng là ngươi rõ lẽ phải, hiểu đạo lý. Lấy đại trưởng lão tôn sư như ta, muốn tới thăm ngươi một chút còn phải được bách chiến thắng phê chuẩn hắn coi bản thân là ai chỉ thái thanh lộ ra kinh sắc nói cái này điều này sao có thể không thể nào hừ làm sao không có khả năng vừa nãy lúc ta đi vào đã bị người chặn lại lão phu dưới cơn nóng giận giết mấy người mới có thể tiến đến mao hạo không lạnh lùng nói chỉ thái thanh giật mình nói cái này cái này mao hạo không khá có thầm ý nói lấy tu vi của Thái Thanh trưởng lão không có khả năng không phát hiện a à. cái này trong mắt chỉ Thái Thanh lóe ra vài cái vội quay đầu đi nói ta thương thế quá nặng vừa nãy ngủ say nếu không phải đại trưởng lão đi tới trước mặt cũng sẽ không tỉnh Mao Hạo không nói vậy thật là tổn thương nặng chỉ Thái Thanh nói phải ta muốn dưỡng thương đại trưởng lão sớm về nghỉ ngơi đi nghìn vạn lần đừng để thân thể lao lực toàn bộ thiên nhạc phủ còn cần đại trưởng lão gánh vác Mao Hạo không nói. Đã như vậy, ta cũng không tiện ở lâu, để tránh quấy rầy Thái Thanh trưởng lão chữa thương. Hắn xoay người muốn đi, trong lúc bất chợt dừng bước, quay đầu lại nói: "Đúng rồi, ta còn có sự tình muốn hỏi Thái Thanh trưởng lão một chút. Năm đó Ngũ Hà Sơn phong ấn xuất hiện khe hở, yêu tộc từ bên trong chạy ra đã chết rồi sao?" Sắc mặt chỉ Thái Thanh thoáng cái trắng bệch, miễn cưỡng cười nói: "Ha ha, không phải là sớm chết sao?" "Nga, có đúng không?" Mao Hạo không lại quay người, tựa hồ không muốn đi, trực tiếp đi tới trước giường nói. Ta thiếu chút nữa đã quên, gần đây đạt được chút thánh dược chữa thương, cũng không biết có hữu dụng không, để cho ta xem thương thế của Thái Thanh trưởng lão một chút. Hắn đưa tay phải đi vén chăn mền trên người Thái Thanh. Ba, chỉ Thái Thanh nắm cánh tay kia nói. Mặc dù thương thế của ta nặng, nhưng đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe, không cần lãng phí thánh dược của đại trưởng lão. Đồng tử của Mao Hạo không hơi co lại, nhìn chằm chằm tay chỉ thái thanh nói lực lượng của thái thanh trưởng lão khôi phục không ít a à, tổn thương nặng như thế thời gian ngắn ngủi như vậy đã tốt lên không biết là làm sao làm được chỉ thái thanh cười nói còn có thể làm sao làm được năm đó ta ngẫu nhiên đạt được một viên thái thượng hóa thanh đan vừa lúc phục dụng quả nhiên có thần hiệu mao hạo không nhẹ nga một tiếng nói nguyên lai là thái thượng hóa thanh đan thảo nào chỉ thái thanh đem tay hắn đẩy ra nói đại trưởng lão không trở về sao? Mao hạo không nói. Tự nhiên là phải trở về, bất quá hiện tại tâm tình ta hậm hực, nghĩ không ra bách chiến thắng lại đối với ta như này. Oán hận trong lòng không biết nói cùng ai, vừa lúc cùng thái thanh trưởng lão tựa đầu nói chuyện. Hắn lần thứ hai đưa tay đi bắt chăn. Cái này không tốt lắm đâu, ta không có thói quen cùng người ngủ chung. Chỉ thái thanh vội vàng chộp tay của Mao hạo không, nhưng đối phương đã có phòng bị, ở trên không trung hóa ra một đạo tàn ảnh, nắm chân sốc lên. Nhất thời một đạo hồng quang vọt tới, như là đao mang sắc bén chém ra. À, Mao Hạo không ngũ chỉ thành chảo, liền đem đao mang kia bóp ở lòng bàn tay, khuôn mặt nhất thời cười rộ lên, Hắc Thành nói. Thái Thanh trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Hơn nữa con ngươi của hắn đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm đao mang kia, đỏ tươi như huyết, yêu dị không gì sánh được. Trên mặt chỉ Thái Thanh không có chút huyết sắc nào, trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái, muốn bỏ chạy. Mao Hạo không cười một tiếng nói. Thái Thanh trưởng lão, chúng ta còn chưa nói chuyện a. À. Ầm ầm. Một quyền đánh tới, chỉ Thái Thanh nhất thời bị đánh trúng, từ trong phòng chấn ra mười mấy trượng, không ngừng thổ huyết. Thân thể hắn vốn trọng thương, nơi nào sẽ là đối thủ của Mao Hạo không, trong mắt một mảnh sợ hãi nói. Đại trưởng lão, đại trưởng lão ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Là Thái Thanh trưởng lão xuất thủ công kích bổn tọa trước. Chậc chậc, bổn tọa là hảo tâm đến thật khiến cho người ta thất vọng đau khổ a à. mao hạo không cười gần đi bước một tới chỉ thái thanh ở trong hoảng loạn rất nhanh thì khôi phục chấn định nói đại trưởng lão không phải là muốn biết người yêu tộc hạ lạc sao nếu giết ta mà nói liền vĩnh viễn không biết được mao hạo không trong nháy mắt sông tới một tay nắm lấy chỉ thái thanh lạnh giọng nói ngươi quả nhiên biết đồng thời học công pháp của yêu tộc mau nói cho ta biết người yêu tộc kia hiện ở nơi nào chỉ Thái Thanh theo dõi hắn, lạnh lùng nói. Ta nói ra còn có thể sống sao. Mao Hạo không cười nhạo nói. Ngươi vẫn ngu xuẩn, đương nhiên không thể sống, nhưng có thể chết thống khoái. Sắc mặt chỉ Thái Thanh đại biến, cả giận nói. Vậy ngươi liền giết ta đi, mơ tưởng ta tiết lộ nửa lời. Muốn chết, không có dễ dàng như vậy. Mao Hạo không ngũ chỉ bóp vào xương bả vai của hắn, bắt hắn lên tiêu thất ở tại chỗ rất nhanh liền tới nội bộ một mảnh núi non, tùy tiện tìm địa phương ném xuống đất, lại đánh ra mấy đạo kiếm khí, đâm vào huyệt đạo toàn thân của chỉ thái thành. Hắn lăn lộn trên đất, không ngừng tức giận mắng. Lão tử trung thành và tận tâm, thay ngươi bán mạng nhiều năm như vậy, kết quả lại rơi vào kết cục này, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Hừ, trung thành và tận tâm, bộ tộc thương yêu là chuyện gì xảy ra? Mao hạo không một cước dẫm nát trên mặt hắn, cắn răng nghiến lợi nói. Dám gạt ta đem bộ tộc thương yêu giấu đi, còn dám nói trung thành và tận tâm. Ngươi cũng biết đây là muôn lần chết không hết tội. Ta phi. Chỉ Thái Thanh nhổ ra miệng đầy bùn đất, nổi giận mắng. Ai muốn cả đời làm chó? Lão tử cũng muốn có một ngày coi ngươi là chó đạp a. À. Ha ha, vậy chỉ có thể là kiếp sau. Trên chân mau hạo không dùng lực, nhất thời đem đầu Chỉ Thái Thanh đạp vào trong bùn đất, còn hung hăng trả vài cái quát. Người bộ tộc thương yêu ở đâu? Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Chỉ Thái Thanh cắn chặt hàm răng, đã quyết định chú ý, mặc dù là chết cũng không nói. Hai mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ, đồng tử lại đột nhiên co rụt, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, chính là Lý Vân Tiêu, lẳng lặng đứng ở đó, cũng không biết là khi nào đến. Hắn đứng đó, thật giống như trực tiếp sáp nhập vào đại địa, hắn và Mao Hạo không hoàn toàn không phát hiện. Hắn đột nhiên muốn cười, không nhịn được nở nụ cười vài tiếng nói ha ha mao hạo không thấy hắn cười càng tức giận trùng thiên giơ chân lên hung hăng đạp đi một cước xuống dưới nhất thời có điều cảnh giác vội vàng quay đầu lại quát người nào lý vân tiêu nói không có việc gì coi như ta không tồn tại ngươi tiếp tục đi trong lòng mao hạo không hoảng hốt liền lùi mấy bước nói ngươi ngươi là người hay quỷ có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đại cao thủ, mà người trước mắt quá mức trẻ tuổi, cho nên hắn thoáng cái cho là mình gặp quỷ. Trong lúc bất chợt một đạo linh quang ở trong đầu hiện ra, nhất thời hiểu người trước mắt là ai, thất thanh kêu lên. Lý Vân Tiêu. Liền không nói hai lời, trực tiếp hóa thành độn quang cấp tốc bỏ chạy. Lão nhân này thật ra rất thông minh. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, cũng không để ý tới, mà là đi đến Chỉ Thái Thanh. Chỉ Thái Thanh khẩn trương, vội nói: nhanh, nhanh chặn hắn, không thể thả hắn đi à. Lý Vân Tiêu nói, ân oán giữa các ngươi không có quan hệ gì tới ta. Chỉ Thái Thanh sửng sốt một chút, ngẫm lại cũng phải, liền im lặng không lên tiếng, mà là nhìn Vân Tiêu nói. Vân Thiếu là tới tìm ta. Lý Vân Tiêu gật đầu. Chỉ Thái Thanh hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ cũng là vì người bộ tộc thương yêu? Chỉ cần ngươi thay ta giết Mao hạo không, ta liền đem thương yêu hạ lạc nói cho ngươi biết lý vân tiêu lắc đầu nói không cần thiết vậy quá phiền phức ta định trực tiếp siêu hồn ngươi rất nhanh a à, không cần phải sợ đại đại nhân không nên a à. chỉ thái thanh kinh sợ gặp lý vân tiêu vươn tay ra liền hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy nhưng trốn chỗ nào thoát a à, trực tiếp bị một cổ lực lượng khóa ở trên không trung thân thể tứ chi hoàn toàn không cách nào nhúc nhích thần thức của lý vân tiêu trong nháy mắt phá vỡ óc của hắn tứ phương vô kỵ tìm tòi sự tình trong cuộc đời chỉ thái thanh bắt đầu ở dưới thần thức của hắn hiện lên đột nhiên có một cổ lực lượng quỷ dị xuất hiện tối tăm mờ mịt như một biển máu chợt bắt đầu ăn mòn thần thức của hắn lý vân tiêu hơi biến sắc vội vàng lui thần thức về lực lượng kia cũng cắn chặt không tha truy đuổi đi hắn hừ lạnh một tiếng giơ tay lên một đạo kiếm khí từ giữa ngón tay bắn vào trong óc chỉ thái thanh bắn ra một chùm tiên huyết sau đó ngũ chỉ thành chảo một điểm hồng quang kích bắn mà đến rơi vào trong tay như là một quả cầu thịt. Cầu thịt phảng phất như có sinh mệnh, ở trong lòng bàn tay không ngừng nhảy lên. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn một lúc, đột nhiên trong cầu thịt truyền ra khí tức kinh khủng, thình thịch thoáng cái nổ tung, bạo thành một đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ sôi trào ra một cái bóng, chính là dáng vẻ của Dương Tiên Sinh trong huyết trì, tràn đầy sắc khí nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhẹ ồ lên. Ngươi chính là bộ tộc thương yêu, huyết vụ ngưng tụ thành cái bóng hừ lạnh một tiếng bắt đầu trở thành nhạt hai tròng mắt thủy chung nhìn chằm chằm lý vân tiêu cho đến biến mất đem một luồng thần niệm ngưng tụ thành cầu thịt cắm vào trong óc chỉ thái thanh thủ đoạn như vậy không đơn giản trong mắt lý vân tiêu hiện lên lo lắng lúc này chỉ thái thanh đã chết tìm tòi ký ức cũng bị cầu thịt chặt đứt nhưng vẫn như cũ đạt được chút tin tức mơ hồ thân ảnh hắn lóe lên liền rời đi thiên nhạc phủ sau nửa canh giờ xuất hiện ở bầu trời thủ đô của võ đế quốc. Toàn bộ thủ đô mênh mông bát ngát, từ quy mô là không kém gì Hồng Nguyệt Thành, Tân Duyên Thành, chỉ bất quá trong thành phần nhiều là người bình thường, võ giả cực ít. Đột nhiên hắn nhướng mày, địa phương cách hoàng cung mấy con phố, một đám người đang vây quanh một thiếu nữ, thiếu nữ khóc nước mắt như mưa, người bốn phía đều hoảng sợ nhìn, không người dám ra. Loại sự tình cường đoạt nữ tử này không hiếm thấy, vốn cũng không thể lay động tiếng lòng của hắn, chỉ là trong lòng không rõ khẽ động, Liên thuấn di xuống, xuất hiện ở trước người mấy người kia. Ha ha, đừng khóc, đợi lúc báo ra chơi đùa, sẽ rất vui à, huynh đệ chúng ta thật có phúc, ha ha. Nam tử dẫn đầu cười to, mấy người khác cũng cười dâm tà không gì sánh được, có mấy người càng bắt đầu động tay đông chân, thiếu nữ sợ đến cả người run rẩy, nước mắt liên tục. Ba, võ giả động tay đông chân kia liền bị quạt một bạt tai, quát. Đàng hoàng một chút, báo ra vẫn chưa dùng qua, ngươi muốn chết à người nọ sợ đến vội rút tay lại. người kia nói tất cả mọi người không nên nóng lòng nếu báo ra thỏa mãn tự có huynh đệ chúng ta hưởng phúc. hắc 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 một đám người cười rỗ lên bốn phía toàn bộ là ánh mắt sợ hãi không chỉ không dám tiến lên còn nao núng lui về phía sau. đột nhiên tiếng cười dâm ngừng lại giống như là thời gian ngừng một chút tất cả thanh âm biến mất ngay cả tiếng khóc của thiếu nữ cũng dừng lại tất cả đều kinh ngạc nhìn lý vân tiêu che ở phía trước lộ ra thần sắc kinh ngạc tiểu tử ngươi muốn chết a à? nam tử kia thoáng cái nổi giận đùng đùng hai bước nhảy đến ngước đầu lên lộ ra một hình dạng hung tợn quát ở đâu ra tạp mao tiểu tử cút đi sắc mặt lý vân tiêu không đổi đối với loại tiểu lâu la này hắn cũng sinh không nổi tức giận chỉ là lạnh nhạt nói để nàng yên để nàng yên ha 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 chê cười ngươi biết chúng ta là người nào sao tiểu tử ngươi mới tới vài tên nam tử cũng cười lớn đồng thời ánh mắt lạnh như băng nhìn lý vân tiêu giống như là xem người chết lão đại cùng hắn lời vô ích cái gì trực tiếp đánh chết a à, đầu năm nay lại còn có người không có mắt dám quản chuyện của chúng ta mấy người khác cũng lớn tiếng la ầm lên người kia lộ ra nanh sắc nhìn lý vân tiêu nói nghe thấy không các huynh đệ của ta đều đã nói coi như người vận khí bất hảo chết đi hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng một quyền liền hướng đầu của lý vân tiêu đánh tới a à, lý vân tiêu giơ tay lên nhẹ nhàng nắm tay của đối phương sau đó là một trận đùng tiếng xương nứt nghe mà mau cốt tủng nhiên một quả đấm bị nắm thành thịt nát a à, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế đâm rách bầu trời nam tử kia đau đến nước mắt chảy ra mấy người khác ngẩn ngơ trong nháy mắt liền phản ứng kịp gầm lớn phóng lên cao trong tay mỗi người đều là quang mang lóe lên liền lấy ra huyền khí chém đến những thứ này đều là võ giả có thực lực nhất định nhưng mà không có dùng chưa tới ba thước quanh thân lý vân tiêu liền bị đánh văng ra tại chỗ chết mấy người a à, lúc này tất cả mọi người trợn tròn mắt biết gặp được cao thủ người kia sợ đến quên đau mồ hôi lạnh như mưa rung giọng nói đại nhân là chúng ta có mắt không chồng đại nhân không chấp tiểu nhân a tha cho chúng ta đi tên còn lại cũng run run nói ngươi không thể giết chúng ta Chúng ta là thủ hạ của báo gia, ai cũng cho báo gia mấy phần mặt mũi, bằng không ngươi ở đế quốc này là lăn lộn không được. Không nên giết bọn họ. Cô gái kia cũng kinh hô một tiếng, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhìn trên mặt đất đã chết mấy người, sợ đến quên khóc, run rẩy nói. Lý Vân Tiêu cũng nhăn mi lại, có chút hối hận bản thân xen vào việc của người khác. Mặc dù mình giết mấy người này, chỉ cần mình vừa ly khai, tiểu cô nương kia hơn phân nửa sẽ gặp phải tai ương trừ khi đem thế lực sau lưng những vô lại này nhổ sạch như như vậy rất phiền toái thiếu niên ngươi gây đại họa rồi đi nhanh a à. trong đám người truyền đến thanh âm hảo tâm nhắc nhở lúc này từ phía sau chạy ra một đôi phu phụ chính là phụ mẫu của thiếu nữ trực tiếp quỳ gối ở trước mặt lý vân tiêu khóc dập đầu nói đại nhân không thể giết bọn họ thả bọn họ đi đi bằng không toàn ra chúng ta chết chắc rồi lý vân tiêu có chút phiền não nói báo ra là ai Nam tử kia sừng sốt một chút, ngượng ngùng cười làm lành nói. Đại nhân ngài không phải là nói đùa sao, báo ra ngài cũng không nhận ra. Lý Vân tiêu tắt một cái, trực tiếp chấn vỡ răng, đồng thời ép vào bụng, lạnh giọng nói. Nói nhảm nữa sẽ chết. Người nọ đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà rất đàng hoàng, nuốt huyết nói. Báo ra chính là đại quản gia của cửu hoàng tử Bách Vô Trần. Nội tâm hắn vạn phần ủy khuất, làm sao cũng nghĩ không ra sẽ có người không đem báo ra để trong mắt. Bách vô trần trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động nhớ lại chỉ Thái Thanh nói Bách vô trần chính là vị vương tử quân như Vân ủng hộ kia trong lòng nhất thời không thích lạnh lùng nói dẫn ta đi gặp Bách vô trần a à, a à. người nọ ngây ngẩn cả người lập tức há to mồm giật mình đứng lên khổ sở nói đại nhân ngài nói dỡn lấy thân phận của tiểu nhân có thể gặp báo ra cũng đã tam sinh hữu hạnh ta sao có thể gặp cửu hoàng tử a à? Lý Vân Tiêu biết hắn nói là tình hình thực tế nói. Dẫn ta đi gặp báo gia của các ngươi. Dạ dạ dạ. Người nọ vội vàng gật đầu, trong lòng vui vẻ, cúi đầu, thân sắc tràn đầy thâm độc. Nghĩ thầm bên người báo gia cao thủ nhiều như mây, nếu như ngươi mạo muội đi vào chính là muốn chết, đến lúc đó cái sỉ nhục này muốn gấp trăm ngàn lần trả lại. Hắn hơi quay đầu đảo qua cô gái kia cùng đôi phu phụ một cái, trong mắt tràn đầy sát ý, đều là cô gái nhỏ này khiến cho bản thân chết nhiều huynh đệ như vậy, cũng nhất định không thể bỏ qua. Lý Vân Tiêu vẫn là mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói. Đi thôi. Một đám người lập tức đi xa, người nọ ở phía trước dẫn đường, Lý Vân Tiêu theo ở phía sau. Mấy người không có chết mang thi thể, đoàn người ở rất xa theo sau, ngay cả cô gái cùng đôi phu phụ kia cũng đi theo, không dám chạy trốn. Sau nửa canh giờ, một đám người diễu hành đi tới trước một tử lâu, phía trên treo một chữ trần rồng bay phượng múa. Bên trong hoan ca cười nói, rượu kỳ phiêu hương, tất cả mọi người ở phía xa dừng lại, không dám đi lên trước. Thị vệ trước tử lâu cũng vinh váo tự đắc, thật xa liền quá to. Dừng lại. Nam tử dẫn đường nhất thời không dám đi, cách xa hơn 10 trượng hồ. Chư vị đại ca, ta là thủ hạ của báo gia, có chuyện quan trọng muốn gặp báo gia. Gặp báo gia. Thủ vệ kia nhìn xuống chàng diện, thân trọng thương, còn mang mấy tử thi, cả giận nói. Cút ngay, đừng tìm chết. Người nọ khẩn trương, tại chỗ quỳ xuống khóc nói ta thật là thủ hạ của báo gia a tiểu tử này đánh chúng ta trọng thương mong chư vị đại ca thay chúng ta làm chủ chư vị đại ca thay chúng ta làm chủ a à. mấy người còn lại cũng quỳ xuống khóc cực kỳ bi thương mấy tiểu tử này thật là thủ hạ của báo gia ta nhận ra được một hộ vệ tựa hồ nhận ra bọn họ giật mình nói cái gì còn có người dám đánh người của báo gia vài tên hộ còn lại vệ khiếp sợ không thôi không khỏi quan sát lý vân tiêu vài lần cảnh giác nói tiểu tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi gây ra đại họa rồi biết không lý vân tiêu nói báo ra ở nơi nào một gã hộ vệ giơ ngón tay cái lên chỉ chỉ phía sau nói lúc này báo ra ở trên lầu không chỉ có báo ra cửu hoàng tử điện hạ cũng ở đây chỉ bất quá ngươi không gặp được lý vân tiêu gật đầu một cái liền hướng bên trong tử lâu đi đến đột nhiên vài tiếng kêu thảm thiết vang lên mấy người làm sằng làm bậy thoáng cái đầu thân khác biệt toàn bộ chết hết vài tên hộ vệ lấy làm kinh hãi lại đột nhiên phát hiện lý vân tiêu đã không gặp trên tử lâu một mảnh cảnh xuân nồng đậm vũ y xuyên toa lộ ra ý là lướt một nam tử mặt quan như ngọc đang thản nhiên uống rượu ôm mỹ nhân rất thích ý các loại tiếng cười vui vang lên mọi nơi đột nhiên một tiếng quát chói tai đâm rách hoàn cảnh tất cả thanh âm toàn bộ ngừng lại là ai? Trước người nam tử lập tức xuất hiện hai gã hộ vệ, một tả một hữu, đều cảnh giác cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Hắn đứng ở trung gian các vũ cơ, trước kia căn bản không có người này, hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện. Đám vũ cơ cũng phát hiện dị dạng, kinh hoàng tránh ra hai bên, chỉ còn lại Lý Vân Tiêu lẻ lọi chơi trọi đứng ở trung ương, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Ngươi là người phương nào? Cửu hoàng tử Bách Vô Trần Mi cong mắt tú, ước chừng 30 tuổi, thập phần chấn định nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu hỏi. Hắn chỉ có thực lực vũ hoàng, tuy rằng nhìn không thấu Lý Vân Tiêu, nhưng cảm thấy người này bất phàm, trong lúc nhất thời nảy sinh hứng thú. Lý Vân Tiêu nói, ngươi chính là Bách Vô Trần. Vô lễ, hai gã hộ vệ trước người Bách Vô Trần cùng kêu lên quát, trên người bọn họ tản ra sát khí, như phun hỏa sơn, trực tiếp xung kích ra, muốn cho Lý Vân Tiêu một hạ mã uy. Hai người đều là lục tinh vũ đế cao thủ, so với bách vô trần càng thêm cảm giác được lý vân tiêu không giống tầm thường nhưng chỉ là nghĩ không giống tầm thường mà thôi vẫn không có nhiều lo lắng dù sao ở cổ võ đế quốc hai gã lục tinh vũ đế cao thủ đủ để giải quyết phần lớn sự tình uy áp của hai người ở vài thước quanh thân lý vân tiêu lượn vòng đem nghe thường vũ y của các vũ cơ thổi bay phất phới một mảnh cảnh xuân vô hạn làm các nàng kêu sợ hãi liên tục cái gì nội tâm hai người đồng thời chấn động khó có thể tin cảm thấy quá bất khả tư nghị hai người liếc mắt nhìn nhau đều hiện lên một tia nghiêm trọng muốn thử xuất thủ dừng tay bách vô trần lập tức quát ngừng trong mắt chớp động tinh quang lớn tiếng nói đến thưởng ghế cho vị bằng hữu này hai gã lục tinh vũ đế thu liễm khí thế lui trở về hai bên bọn họ biết rõ tính cách của cửu hoàng tử chắc là đến lòng yêu tài muốn đem người trước mắt này thu nhập dưới trướng tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn